công ty trách nhiệm hữu hạn thu phí tự động dắt doanh nghiệp triển khai đầu tư dự án thu phí tự động không dừng trên toàn quốc giai đoạn 1 vừa có văn bản đề xuất Bộ Giao thông Vận tải cho dừng thực hiện hợp đồng thu phí không dừng. Dự án thu phí tự động không dừng đứng trước nguy cơ dở tiến độ khi dắt vừa có văn bản xin dừng triển khai tại các trạm BOA vào sát hạn cuối 31/12. Ông Phạm Văn Lượng, Chủ tịch Hội đồng thành viên dắt lý giải, dự án bắt đầu triển khai từ cuối tháng 11 năm 2014, đến nay đã 5 năm thực hiện với tổng mức đầu tư 2,30 tỷ đồng. Phạm vi dự án bao gồm 44 trạm, trong đó đã đầu tư và vận hành thu phí không dừng 23/27 trạm. Đến nay, mới có 11/44 trạm ký được phụ lục hợp đồng dịch vụ, còn lại 33 trạm chưa ký được phụ lục hợp đồng. Lý do bởi một số nhà đầu tư BOA chưa ký hợp đồng dịch vụ, không bàn giao làn thu phí để thực hiện đầu tư hệ thống thu phí không dừng, không trả phí dịch vụ vận hành mặc dù trạm đã hoàn thành đầu tư và thực hiện nghiệm thu. Ngoài ra, nhà đầu tư BOA chưa đồng ý tổ chức đàm phán hợp đồng, chưa đồng ý mức trích tỷ lệ sử dụng dịch vụ hoặc nhà đầu tư BOA đồng ý mức trích nhưng chờ sự đồng thuận từ ngân hàng tài trợ vốn. Nhấn mạnh thời gian qua Bộ Giao thông Vận tải đã rất nỗ lực cùng với dắt để triển khai dự án, tuy nhiên, ông Lượng thừa nhận, kết quả triển khai không đạt được tiến độ và mục tiêu đã đề ra rất chậm và kéo dài. Điều này ảnh hưởng nghiêm trọng đến việc duy trì và vận hành dự án, chưa đảm bảo được tiến độ theo chỉ đạo của Quốc hội, Chính phủ và Bộ Giao thông Vận tải dự kiến phải lắp đặt làn thu phí tự động trước ngày 31 tháng 12 năm 2019, văn bản của JET cho hay. Một điểm dán thẻ JET. Mặt khác, lãnh đạo JET cũng chia sẻ, lỗ lũy kế đến 30 tháng 9 năm 2019 của đơn vị là 300 tỷ đồng do tỷ lệ thu phí tự động không dừng thấp, thực tế chỉ đạt khoảng 10% so với kế hoạch. Đến nay, nhà đầu tư công ty cổ phần TACCO đã phải cung ứng vốn tương ứng với số lỗ lũy kế để bù đắp dòng tiền duy trì công tác vận hành. Nếu hết năm 2020 chỉ triển khai được 36 trạm, doanh nghiệp lỗ lũy kế cho công tác vận hành khoảng 580 tỷ đồng. Các cổ đông không đồng thuận việc tiếp tục đầu tư, cung cấp vốn cho dự án đồng thời có rất nhiều ý kiến về việc dự án đã trải qua 5 năm không nhận được cổ tức mà liên tục đầu tư thêm vốn để bù đắp dòng tiền do lỗ vận hành và chưa biết đến bao giờ mới giải quyết xong các vướng mắc tồn tại. Điều này sẽ dẫn đến nguy cơ bị phá sản, vị chủ tịch công ty JET bày tỏ lo ngại. Với lý do này, JET đề nghị Bộ Giao thông Vận tải lựa chọn nhà đầu tư khác nhận chuyển giao dự án hoặc nhà nước nhận lại dự án tiếp tục triển khai thực hiện, phát huy lợi ích và hiệu quả của dự án mang lại cho xã hội, đất nước. Ở trường hợp khác, Bộ Giao thông Vận tải cùng với JET có văn bản báo cáo Thủ tướng Chính phủ xin ý kiến chỉ đạo hoặc cho dừng hợp đồng và thực hiện các thủ tục phá sản doanh nghiệp theo quy định của pháp luật trong tháng 12 năm 2019 trong trường hợp những tồn tại và khó khăn đã báo cáo ở trên không được giải quyết. Nếu bắt buộc phải tiếp tục thực hiện dự án, JET đề nghị Bộ Giao thông Vận tải chia sẻ rủi ro, bù doanh thu thiếu hụt so với phương án tài chính của hợp đồng dự án.